Thôi bây giờ là mấy anh thợ làm nè cô chú anh chị ơi. Ồ, mấy cái này nó như ta lớn thì đấy không có đắp ra này. Anh hai bữa nay với chủ nhật đâu còn ai. Bốn cái chậu này bự lắm. Ơi. Ủa vậy là rồng nâng cao lên chứ. Cái gì để chậu này bự quá. Rồi sen vừa đẹp. Màu đẹp quá nè. Nhưng mà này chiếm diện tích hơn kìa. Ha, bự nè. Đúng rồi. Quay chậu lại luôn không biết nói gì luôn. Ba ông chậu ông nào thì nhầm mỗi người kênh mà cái kênh nào nói kênh đó. Ủa cái này là sơ dừa hả anh? Cái này là sơ dừa hả? Rồi có cái nào nữa không anh? Có phần đó. Đó. Cái đó là gì anh? Phân nữa. Cái này là lót ở dưới. Phân, phân dừa. Phân dừa hả? Phân chuồng. Phân chuồng hả? Chuồng tội. Ủ đi cho nó quay. Dạ. Đó là phân bò hay phân gì anh? Không biết xếp làm. Dạ. Bây giờ dừa. Cái này là phân phân sao không có trước à sư vừa chú phân sao em nó nắng quá trời cho sao bỏ gồng vô sao nữa cái bỏ thêm vô sao nữa bỏ thêm cho nó lắp lên ha bỏ gồng lên thêm cũng là cái vụ đây cái vụ đây. Bữa nay nắng cháy da luôn. Cháy da nắng rồi. Hay sao nắng dữ dằn các bạn. Nắng nghe mà muốn nhức đầu. Cho nhém. Mấy ông đàn ông kìa phụ đi. Rồi rồi quá. Đập chậu luôn hả? Gì? Đập chậu hả? Để đâu đập luôn chậu sau đập để lại chứ đập bổ nữa. Để làm gì giờ? Cũng trồng này trồng kia. Còn ấy chút xíu nữa lấy xe cho con đi con ở nhà. Để nhà trồng hành với quế và nóng chua canh đâu ăn. Quan trọng là giờ sao lấy ra nè. Ờ quan trọng sao lấy ra nè. Không lấy ra được cái đâu. Thôi số 7 cho mà. Lấy cái sao? Mà được có cái là mất sức cây mình không muốn thì thay đập chậu ý của đó nè. Mấy ba cái vườn đó. Nếu mà rình lên ngõ bây giờ là mấy anh dở lên luôn á là mất cây cái đập chậu để mà cái cây nó còn làm nguyên ha. Bữa nay 18 cũng tốt ha. Hôm nay 18 rồi, đúng rồi, chai một tháng 10 ngày làm bữa nay là hai người ngồi ăn chai nè.
Ủa lạ vậy em, sao bữa nay là ngày ăn chay? Đúng rồi, ngày ăn chay là ngày 18. Hả? Đúng rồi, ba anh là mùng 18. Tại bình thường em nghe có 29, mùng 1, mùng 4, mùng 5. Ngày của ấy không ha? Cái đó là chị là tốt ngày chay không à? Thì mình coi trước rồi chứ, anh thấy chứ mấy khi mà mấy chị là hai là cũng phải coi hết rồi. Anh đi ra sao đi, để em cứ vô. Không có gì tự nhiên hết, nó sắp xếp hết rồi. Ui. Này qua đây là này chắc qua bên đây rồi quá. Không rồi thì được, em cứ đứng đi. Cái chậu cũ với cái chậu mới là nó gấp đôi nhau vậy. Chậu cũ nó nhỏ. Rồi bây giờ là mấy anh là đang nghiên cứu không biết như thế nào nè cô chú anh chị ơi. Quá nặng rồi. Ê, mình đưa con xe này ra đây là được nè. Gì cười vậy? Sao ấy... hả? Thầy nào cho hai chậu này là đẹp tuyệt vời à. Nó chui ra là chắc đập quá. Hồi nãy nghe nó đập đó, sợ nhổ ra sức. Là nó mất sức cây. Đúng rồi. Bây giờ gần Tết rồi giờ phải hạn chế mất sức. Thì chắc phải đập gấp quá. Nếu mà đi ra là sẽ cây bị mất sức. Tết nó không có bông nổi. Để chị nắm giùm Di Minh cái chị. Chị Tư. Chị hai. Cây trả lời cái này thì cái miếng mỏng cái chân cái bụi cây kìa. Nè, miếng mỏng ngay đây nè. Nó có miếng mỏng ngay bụi cây đó. Miếng đó được á. Miếng giấy rồi, lúc rồi giấy không có. Ủa Vương nón đâu? Rồi bữa nay không thấy nón đâu hết ta. Rồi chỗ này qua đây đi. Nón gần chết luôn, không thấy nón rồi. Sen lên trước nha. Sen đâu rồi? Sen đâu rồi? Đi 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 đi. Rồi đứng nào, đó đó. Đứng ngoài khô. Cái này. Đó có xe không? Dạ.